nghĩ mà bây giờ đến thời buổi này mà còn quan niệm mà tuổi phải bắt buộc hợp với nhau thì bây giờ mà Thìn với Tị chỉ có Kỵ Long Dương thôi chứ Kỵ gì giờ. Em tên Lưu Thị Thanh Tuyền, năm nay em 27 tuổi, hiện đang công tác tại Ủy ban dân phường 14 quận Phú Nhuận với chức vụ là Phó Bí thư Đoàn phường. Quá dữ. Quê mình ở đâu? Dạ em sinh ra và lớn lên ở thành phố Hồ Chí Minh. Rồi, mời bạn trai giới thiệu. Dạ xin chào quý vị khán giả và anh Nguyễn Linh và chị Cát Tường. Em là Nguyễn Văn Phát, công tác tại công ty Dược Hậu Giang. Bạn làm công ty dược nhưng bạn cụ thể làm ở phòng nào? Dạ em làm bên sale ạ. Sale. À, tất cả các loại dược ha, Dược Hậu Giang rất là nổi tiếng. Quê Phát ở đâu? Dạ em ở Đồng Tháp chị ơi. Rồi hiện nay là mình đang ở đâu? Ở nhà của công ty ạ. Ở quận 7. Điểm mạnh điểm yếu của bạn là gì? Điểm mạnh của em á, em biết hát, cũng biết nấu ăn, nhưng mà do tính chất công việc á thì em cũng hay đi nhiều nên cũng chưa có cơ hội nhiều để nấu. Em cũng biết theo tranh rồi móc len. À, giỏi vậy đó hả? Phụ nữ vậy là quá tốt rồi. Còn điểm yếu còn của điểm mình? Còn điểm yếu là của em á thì đôi khi thì em cũng còn hơi nhút nhát. Với lại khi mà gặp bạn khác giới thì hơi bị khớp. Ủa mình làm việc đoàn, mình làm việc đoàn rồi này kia đó, dạ, mình phải giảng dĩ chứ. Có lúc thôi, nhưng mà nhiều khi gặp cái đối tượng của mình thì mình lại rụt rè, bị hơi gượng xíu. Mình có bao nhiêu mối tình rồi? Chính thức là có 2 mối tình đơn phương. Người là em hồi đó học chung trường cấp 2 với em. Còn một người là do đi sinh hoạt đoàn chung á, rồi cũng quen cũng cách đây 7 năm rồi. Mới vừa Tết vừa rồi thì em có viết thư với lại làm sô-cô-la tỏ tình á, nhưng mà ảnh không có chấp nhận, ảnh nói là chỉ xem như bạn bè thôi. Mà thích 7 năm rồi bây giờ mới tỏ tình? Dạ. Để gì làm... 1 năm 2 năm được thôi, đi kiếm thích anh khác cho làm gì, để tới 7 năm mới tỏ tình rồi để người ta từ dạ, chối. Nhiều khi chắc tính em hơi bị chung thủy như vậy. Thôi đất ơi. Mà cái lần tỏ tình đó mà bị từ chối cách đây là bao lâu rồi? Dạ hồi Tết nè, xong rồi sau đó em quyết định em tham gia chương trình luôn. À vậy đó. À, bạn trai Phát nghe bạn gái kể chuyện và thấy thương dễ sợ không Phát? 7 dạ. Năm cuối cùng tỏ tình ta từ chối, trời, cái anh nào mà ở ác nhân ghê luôn trời. Phát thấy sao Phát? Dạ theo em là tỏ tình là như vậy thương vậy là chịu liền chị. Phải không? Vậy Phát có mấy mối tình rồi hay là có yêu đơn phương ai chưa? Dạ em thì có 2 mối tình chị, nhưng mà chia tay cũng sớm lắm chị. Tới nay là ế 4 năm rồi. Ở trong công ty dược thì rất nhiều bạn nữ dễ thương, tại sao mình không lựa chọn? Dạ làm bên sale thì đa số là nam nha anh. Nữ thì đa số là văn phòng thì nhiều, nhưng mà lập gia đình. Làm sale phải đi nhiều, phải quan hệ ngoại giao trực tiếp rất là nhiều. Dạ. Bạn không tìm được đối tượng nào cho mình à? Dạ tại vì nhà nó cũng hơi là phong kiến về cái độ tuổi một chút. Tuổi là phải tuổi Thìn hoặc là tuổi Tỵ. Chọn tuổi Thìn và tuổi Tỵ hả? Em tuổi gì Khoan, xí tuổi gì? Dạ em tuổi Tỵ. Rồi được. Được. May quá. Chọn phải không? Chọn đúng không? Dạ dạ. Nếu mà gia đình không chịu thì em cũng không chịu luôn hả? Dạ. Trời đất ơi. Rồi bây giờ em với người yêu em yêu nhau 9-10 năm rồi. Bây giờ gia đình đi coi không phải tuổi Thìn, tuổi Tỵ, tuổi Thân đi. Rồi sao? Lúc đó thì mình cũng như là không có duyên thôi anh. Tại vì ở nhà nhai nhức đầu lắm. Trời đất ơi. Thì thôi bây giờ là coi như quen ai trước tiên hỏi tuổi trước, được hẳn tới không được thì thôi khỏi mất công đúng không? Dạ đúng rồi chị. Mà thôi bên này đều được mà, cái này hợp mà. Hôm nay được rồi, nhưng mà vấn đề nghĩ mà bây giờ đến thời buổi này mà còn quan niệm mà tuổi phải bắt buộc hợp với nhau thì... Bây giờ mà Thìn với Tỵ chỉ có Kỵ Long Dương thôi chứ Kỵ gì giờ. Em chết rồi còn Kỵ nữa, mệt ghê luôn á. Giờ là quyết chí lấy chồng chưa? Dạ cũng... Bao lâu nữa đám cưới được? Dạ càng sớm càng tốt. Thôi cho bây giờ tuổi tác là ổn rồi, bây giờ nói cái mẫu người lý tưởng của nhau đi. Bây giờ mẫu người lý tưởng của bạn nam là sao nè? Dễ nhìn, hiền, với thật thà, trung thủy. Có mẫu hình lý tưởng nào không? Dạ cỡ miêu lê thôi á. Trời ơi. Dạ em nói chơi thôi chứ quan trọng là hợp nhau. Cỡ miêu miêu được không? Bên đây thì tóc thì giống miêu lê rồi đó, mặt thì giống miêu miêu, nhưng mà được cái đây trung thủy à. Đơn phương mà 7 năm là biết trung thủy cỡ nào rồi. Bạn có đặt ra tiêu chuẩn bạn trai như thế nào không? Dạ mẫu bạn trai của em á thì về ngoại hình thì cũng dễ nhìn được rồi, còn tính tình á thì vui vẻ hoạt bát, nhưng mà đôi khi cũng nên có chút lạnh lùng chút, biết cách giao tiếp, quan tâm chia sẻ với mọi người với em nữa, và đặc biệt là phải tôn trọng em và gia đình em. Rồi cao thấp rồi sao? Cao hơn em được rồi anh. Tóc tai có yêu cầu gì không? Dạ có tóc là được rồi anh. Chắc không? Dạ. Mỗi lần mà anh Linh anh hỏi câu nghe đó câu này tôi là... mừng dễ sao mừng luôn vậy đó. Bây giờ tôi lo cái vụ này nè, mừng ghê luôn, trời ơi dễ thương quá. Đây là có tóc hả? Có cũng vài cọng thôi. Ôi. Há miệng mắt hoài, em nói có tóc là được rồi. Kệ em sao chị, cái gì về cho gọi đầu mọc tóc lại cũng được. Mập gì nổi. Em không thích đàn ông như thế nào? Gia trưởng, có tính đàn bà, với lại nói nhiều mà không làm được bao nhiêu, với lại thích khoa trương nữa. Có tính đàn bà không? Dạ không. Có tính đàn ông không?
Dạ có. À, có gia trưởng không? Dạ không luôn. Rồi, được. Có mẫu hình nào không? Dạ anh. Anh hả? Dạ. Trời ơi, chết. Anh kia trẻ hơn anh. Dạ. Anh hiền khô à? Em tin anh á. Thiệt mà, hiền. Ngồi nói chuyện với anh nãy giờ hiền khô à. Yên tâm ha. Bên nhà trai người ta binh nhau, em không tin chị mà em đi tin ảnh. Cơ hội cuối cùng về ngoại hình có không thích cái gì nữa không? Đừng đụng chạm tới tóc tai nữa nha. Bỏ cái vụ tóc qua bên rồi đó. Dạ cao hơn em, cao khoảng mấy 65. Vị trí đó hết sức nhạy cảm. Cao mấy 65. Dạ chào chị. Anh cao nhiêu? Dạ 1m65 ạ. Vừa đủ 1m65 luôn. Có gì nữa không? Tứ chi bình thường. Tứ chi có bình thường. Dạ bình thường. Đứng lên, đứng lên kiểm tra coi. Đi tới lui. Tứ chi thì bình thường mà không biết có cái gì không bình thường không. Anh có tật xấu gì không? Em hơi nóng tính chút xíu nhưng mà mau nguôi lắm chị. Dạ hả? Lúc nóng tính nhất là mình sẽ làm gì? Nhai nhai chút thôi à. Nhai nhai là sao? Cằn nhằn nói rồi thôi. Là cái đó tính đàn bà đó. Thì nói qua. Bỏ, bên này không có thích tính đàn bà. Bỏ nha. Thà đập cái rồi xong chuyện chứ mình đàn ông mà mình cằn nhằn đâu có được. Đúng không? Không thích bạn nữ ở điểm gì? Xe xu quá mức. Nhưng mà nữ phải đẹp chứ, ra đường phải chân diện có, chứ. Có nghĩa là không phải, có nghĩa là tin quá vậy. Xăm mình xăm rồi. À, cái này để con. Mình vừa nãy thấy xăm trên trán hận anh gì. Hết rồi, thôi rồi rồi. Người ta du di được cái tóc của mình thì không lẽ mình không du di được cái hình xăm của người ta. Xăm này ít hơn thì được. Nhưng nhỏ nhỏ thôi chứ. Dạ, dạ. Nhỏ được không? Dạ được, dạ được. Thôi vậy cũng được. Kéo màn. Mình sẽ có 2 phút để giao lưu với nhau và quyết định. Bắt đầu. Anh có món quà gửi em. Dạ, cảm ơn. Anh thấy em sao? Em dễ thương. Dạ, cảm ơn anh. Thấy gì nữa không? Nhân viên kinh doanh và lanh lắm anh. Gặp em luôn. Ví dụ như lấy nhau rồi em tính về ở đâu ạ? Tại công việc của em thì em làm ở thành phố Hồ Chí Minh rồi, thì nên em cũng muốn ở thành phố Hồ Chí Minh luôn. Mà nếu mà mình anh nếu mà anh ở nhà chung của công ty thì mình có thể thuê nhà ở, rồi có thể cùng nhau lên xây dựng kế hoạch để có thể tạo dựng một cái không gian riêng của mình. Gia đình mình thì thường là kinh doanh cái gì em, hay là buôn bán gì không? Ba mẹ em bán phở luôn tại nhà. Anh cũng thích ăn phở lắm. Nói vô trời ơi. Gì ông nhìn đâu kiếm cái gì ở dưới đất không vậy? Nhìn thẳng vào mặt bạn gái coi. Là bạn nam bán gì giới thiệu luôn đi. Dạ nhà em bán gạo chị. Vậy là không có sợ đói không? Không có lo đói à? Anh có gì không? Có gì hát tặng em gì không? Ừ. Ok, có hát tặng em bài gì không? Đó anh không mấy em hát nha. Rồi em hát trước. Nhiều năm xa hạnh phúc anh muốn bên em. Cuộc đời này dù ngắn nỗi nhớ quá dài, và cũng đã đủ lớn để mong bé lại như ngày hôm qua. Thôi bạn nam. Nhìn nước mắt em đã rơi vì ai, mà lòng anh cứ đau thật lại. Giây phút ấy chỉ muốn lại gần hơn. Nào ngoan nhé, nghe anh một lần thôi. Bây giờ mình hát giao lưu nhau rồi, bây giờ mình nói một câu gì thật tỏ tình, thật lãng mạn. Nếu có cơ hội thì mình trao cơ hội cho nhau nghe em. Nói chung là gặp anh ở đây cũng là một cái duyên rồi, còn cái nợ là do mình tạo. Cái nợ tự mình mượn tiền. Các bạn có 3 tiếng đếm để quyết định. Quan trọng nha. 1 2 3 Hết thời gian. Thôi mình nắm tay bạn gái đi. Cảm giác thế nào bạn trai? Dạ ấm hơn.